Dạ, mến chào cô chú anh chị. Thì bữa nay mình sẽ làm đồ của chú anh chị, nay không có chế cháo gì hết. Dạ. Thì bữa nay tiến hành sẽ làm đồ cho anh Hồng nha. Rồi, anh Hồng này ở Tân Châu của tỉnh Tây Ninh ha. Bữa nay em sẽ làm cho anh nha, anh thông cảm nha anh Hồng. Rồi, thì công việc của anh thì cũng sắp tới sử dụng rồi. Thì nói chung cũng vì công việc nó hơi bận rộn rồi, có gì anh cũng thông cảm nha. Rồi thì từ từ anh em, nói chung anh em nào cũng tới hết. Thì thôi thì bây giờ trước hết thì cũng cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ con. Dạ, và anh em mình ủng hộ em ha. Rồi em cũng rất là cảm ơn. Rồi thì bây giờ em tiến hành nó sẽ lấy nhíp xe ra cắt rồi làm, mà cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Rồi, con rất cảm ơn ạ. Dạ. Dạ thì đây thì bây giờ mình đã chọn ra một khối nhíp xe một miếng rồi. Mình sẽ cắt ra một thành một đoạn ha. Cắt ra một đoạn rồi mình sẽ làm. Rồi anh Hồng theo dõi nha. Rồi, bây giờ em tiến hành sẽ cắt cắt luôn. Rồi. Để không mất thời gian của chú anh chị. Đây là cái gựa ha, cái gựa ngoéo ha, lưỡi thẳng đó, như anh Hồng đặt không có cán nha cô chú anh chị. Rồi ok, sẽ tiến hành mình cắt đây. Rồi mình đã cắt rồi. Đây nhúng nước rồi vệ sinh luôn. Quá trời cắt đẹp luôn nhỉ. Cắt như người mới mua về tập cắt ha. Rồi, tiến hành vệ sinh luôn. Rồi ok. Vệ sinh xong rồi, tiến hành về mình vô mình làm luôn. Toàn bộ là mình rèn thủ công hết anh em ơi. Anh Hồng yêu cầu rèn thủ công mình sẽ rèn thủ công ha. Bây giờ bấm cái cây.
rồi bây giờ nó được như vậy rồi anh Hồng ơi. Đó, đó anh xem coi bây giờ còn chỉnh sửa gì không. Đó, cái lưỡi này á, là tức là từ cái mí để mà nhúng nước lên cái ha, nhúng nước cái đi, nói chuyện cho nó dễ, để đụng đụng vô ấy quá. Đụng vô nó không ấy ha, đụng vô cái nào sướng cái nấy à. Đây bây giờ em đo thông số cho anh sơ sơ cho anh xem hết anh Hồng, tức là cái bề này nó được là 13, hơn 13 gần 14 nha, từ tới cái mí lưỡi này thì nó được 34 nha. Đó. Này có đám nữa, số này đám dữ lắm quý anh chị nha. Đó, 34 ha. Đó, 34. Đó. Rồi cái chỗ mà ấy nhất đây lưỡi này là nó gần 50, 4 phân rưỡi đi. Đó. Cái cây này nó dày khoảng 1 phân, trên 1 phân, từ 1 phân trở lên ha. Rồi cái này đề sống này nó khoảng 7 ly. Đó, 4 phân rưỡi. 4 phân rưỡi. À, bề dày nó 34. Đó. Bề dày nó được 34, 3 tấc 4. Đó, coi anh cần có sửa gì thêm không nghe. Đó, còn cái chiều sâu này xuống là cái lưỡi này nó khoảng 7 phân nha. Lưỡi bén này nè, nó khoảng 7 phân. Đó. Lưỡi này nó gần 7 phân. Rồi. Coi anh có cần gì thì cứ ấy ha. Nè, bề này nó gần 7 phân ha. Đó. Rồi. Nếu có sửa chia chở gì thì ấy, bây giờ cũng tối rồi, giờ không có làm nữa thì tầm tới đây thì anh em mình xem đó. Rồi ok.